nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi tặng quà cho các em nhỏ là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Trong chương trình, các em được thưởng thức những tiết mục văn nghệ, tham gia các hoạt động vui chơi sôi nổi, hấp dẫn. Nhân dịp này, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển đã tặng 140 suất quà cho bệnh nhi, 17 suất quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, tổng trị giá trên 10 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ khu 6 phường Thanh Sơn, tăng ni Phật tử Chùa Ba Vàng, câu lạc bộ Thiên Phúc Thiện Tâm, câu lạc bộ Từ thiện Trái Tim Hồng đã đến các phòng khoa thăm hỏi động viên tặng 140 suất quà, tổng trị giá trên 32 triệu đồng cho các bệnh nhi. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên với mong muốn đem niềm vui tới các bệnh nhi, động viên các em lạc quan vượt qua bệnh tật. Hiện Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển đang điều trị cho hàng trăm trẻ em, trong đó có nhiều em mắc bệnh nặng, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn.